chào 500 anh em, mình là Tiên Zombie 14. Thì clip này mình sẽ làm về khẩu KC cuốn da bò luôn. Cái khẩu này đang được tặng 3 ngày đấy anh em, vào mà phay luôn Zombie đi. Nhanh cực kỳ. Thì mình sẽ cầm khẩu này đi chiến. Nói chung là cũng lâu rồi chưa làm về cái khẩu súng này. Ngày xưa là mình nhớ là mình làm gì ghép nhạc thôi phải. Cái khẩu súng này mình lắp thun sơn Zombie cao nữa nên là cứ dĩ lì chuột đi, mình nhấp cái yếu đuối làm cái gì hết. Mà định mệnh nói đùa chứ, chứ săn cậu này cũng hơi hãi đấy. Đúng là dự ủ rồi, hay lắm. Đấy, mình đông rôm ngon, cái là một đứa rồi. Vẫn ta dùng bài đùa cậu này chơi ở đấy. Đấy thì thoáng nó cứ hù một phát trên miên tội, có vẻ là cảm thấy sung sướng không? Có riêng khẩu này là về cả phòng làm rôm cơ. Rỗi nó mới phê các bạn ạ. Úi giời, làm gì vậy? Anh Tơ làm gì vậy? Vai trưởng, úi giời. Vai trưởng Tiên rơi súng ảo diệu. Hay lắm. Để đây cho an toàn. À, từ mình là to định la liếm à? Mày định la liếm à? Này, la liếm này. Úi giời ơi, đam kìa. Phê quá cơ. Úi giời, làm gì đây? Vâng, bọn zombie đang nhảy ra như chuột. Khẩu này nó giết đêm thì thôi rồi. Vâng, các bạn này có hiểu ý mình không? OG, xây OG, tôi muốn nhìn thấy cánh tay của các bạn nào. Đứng yên đây, phê loài, mình còn nguyên giáp. Nói chung là KC mà, dòng MG ổn định rồi. Ta không phải xoắn luôn, ui giời ơi. Vâng, anh hãy lên đây để chiếm lấy thân thể em đi anh Tơ. Mày này, double kill. Toàn dùng nón này, cân mọi thể loại luôn đấy. Nào, bình tĩnh thôi. Phê, con Tơ Minato hồi sinh xong lên chết luôn. Đúng là hồi sinh rồi chết. Đó là cái cục bi thảm nhất, 4 kill. Nhanh nào, 5 kill. Tiếp nào, 6 kill. Thôi. Tôi không muốn nói gì nữa. Phê, win rồi. Vâng, tiền đẹp trai đã lên bảng đếm số. Quá phê. Mình cảm thấy rất là phiêu. Thì khẩu súng này cái định mệnh nữa. Đang một phiếu. Vâng, có thể là một cái dòng chữ mà chúng ta đang cảm thấy rất là bối rối. Úi giời, không biết, không bay. Vâng, tôi yêu các bạn quá. Mình đang quá bay. Vâng, người ta gọi là vãi cả xỉ. Tia chớp mình. Định mệnh bọn nó xong nào nó đáp quả choáng đúng lúc mình nhảy đấy. Khiếp hồn. Úi giời em đứng đây làm gì? Em sinh em đứng một mình vẫn sinh. Con tia chớp này, trầu máu đấy. Được đấy. Con này chắc chạy vào trong nhà hồi rồi. Phải theo cái chiến dịch đuổi cùng giết tận. Nó mồi xong máu nó dí mình thì vỡ mồm đòi. Mặc tiền hóa luôn chứ. Nào. Mặc tiền hóa được thêm 2000 chứ mấy. Nào. Mất chạy. Dũi chết thì thôi. Đuổi cùng giết tận rồi. Ao luôn. Vâng, bạn ấy đã ao kịp thời để tránh cái chết nó quá là thảm hại từ khẩu súng của mình. Nào, từ mình là to. Úi giời, vãi trưởng vẫn mất giáp được. Vi diệu mà. Bọn men bom đây. Chạy ngay. Đứng đây thì vỡ mồm. Nghe những tiếng bước chân rất là dồn dập. Như ao la tập 3 vậy. Nào. Ngon. Úi giời, lại hồi sinh. Kinh hồn. Người ta là gọi là vãi hồi sinh. Khiếp tận. May quá. Nào, lên đây cho lành. Mình lại đứng đây mình quay tay. Vâng, bạn đây, bạn ló ra. Nào, vào hết đây. Có đường chạy. Phê loại. Vâng, mình đang cảm thấy rất là phê. Giờ lại ẩu sinh. Khiếp hồn. Này, ra đây ra. What the fuck. Sao con ẩu sinh chạy nhanh ghê. Mình mới rúi 1-2 viên không bắn đâu nữa mà.
Anh ơi, đắng lòng. Còn có mấy giây nữa chảy cối, định rũ con tí trước nó nhấp nháy là mình biến hero đấy. Nhưng mà lại sai một lần nữa, lại sai kịch bản. Mày bọn đó thì đạo diễn nó trừ tiền mình, có lẽ là lương tháng này được đồ ăn mì tôm mất. Lên nào, lên nào, quay lên được rồi. Đứng đứng đây quay tay bằng KC cho nó phơi lõi. Quá hay. Zoom mà chiến binh liên tục bị bọn Zoom nó hấp rồi. Ôi giời ơi, con tơ này rũ nó chết đi. Ở lên đây đâu, ngon quá. Úi giời ơi, xinh nhỉ, đắng mề. Chạy cho lành. Làm gì? May quá nó nhảy mít. Không thể tin được. Thật không thể tin nổi. Nào, có con nào không? Không có con nào. Ồ dê, vẫn không có con nào. Bọn mày dám đuổi theo không? Bên đây cầm gạch đập vỡ mồm. Gạch là cái vũ khí là huyền thoại của Việt Nam rồi. Thằng nào bù láo cầm gạch tương luôn. Ôi chết rồi à? Rồi, thầy đạn nào. Anh em cứ lên kia cào hết vào nó đi. Con này cũng cá xê luôn chứ. Quá ngay. Bắn em mình yểm trợ cho. Bạn cứ chạy đi, chạy tít vào. Đằng nào chữa con là sau nó thông mạng thôi. Úi giời, đấy con hồi sinh kìa. Làm gì? Thanh niên cơ hội nhất năm. Làm gì? Không, làm gì? Vẫn không chết cho nó. Phát đây hơi ảo. 1v14. Không sao hết. Người ta gọi là súng này là súng cân bản đồ rồi. Không sao hết mày. Mày định lên đây để 4 kill. 5 kill. Tiếp nào. Tôi cần mật sư combo đáng lòng. Đấy các bạn thấy không? Đam này thôi, nó đơn giản lắm. Cuộc sống nó giản đơn thế này thôi. Mình chỉ cần thế này thôi. Lại combo kill liên tục cái này thì mình cũng chết. Này đi. Mày đứng hóng này. Con này nữa. Lên đây. Terminator và bạn có những cái bước nhảy rất là rụt rè. Rè rặt. Đấy mít suốt. Mày trên cái sọt. Ôi KC ơi, cho tao yêu mày quá đi thôi ấy. Nào, thời gian nào. Nào. Mày. Ôi. Vãi một giây. Ngu người. Cái định mệnh. Vừa chết lại còn vừa bị kích ăn tạt hai lần à. Đù. Chuyện quen thuộc sau mỗi lần đổi tên nhưng mà. Vừa tiền đẹp trai phát ăn đã đề nghị ngay. Mình cũng đang cảm thấy là hơi thốn. Không hiểu lý do tại sao đang phê. Các bạn xem vào đây kêu lên thì thôi rồi, không sao hết, chiến tiếp. Súng này là không thể kìm hãm nó lại được. Rồi, zoom đây rồi. Úi giời ôi, thằng bộ cào đâu, nó phay hai thằng rồi kìa. Đây rồi. Úi giời ôi, may quá nó không nhìn thấy. Người vô hình, nó lại không nhìn thấy. Đắm mê. Nhiều phát thật là vi diệu mà. Dù non này nó đuổi khẩu này đúng là mà thôi. Con sâu gióm đã đi viện rồi. Này cứ đợi zoom đông phát là mình lao lên kia mình thổ cho nó đắng lòng. Terminator. Hồi sinh nó định xơi mình đấy. Con này nó đang manh động xơi mình đấy. Ăn bom đi. Bom đi. Phê ơi. Con tơ làm sao kìa. Ăn con này đã, con tí chớp mày lên đây. Mới con này là được cào lên tiến hóa chứ không phải là con dù máy chính nên chảo xoắn. Mày chết. Lại lên tiếp, vâng, thanh niên này rất là đắng mề. Phê lòi, con tơ Minotaur như lúc ấy nó bị ngáo. Chắc là mới hít cỏ xong. Này thì lúc này. Có phê. Người tốt là trời giúp. Câu cửa miệng của rất nhiều thanh niên. Ăn đi, combo. Này nữa, mày. Ui giời. Từng số súng này là không cần thay đạn. Người ta gọi là cần gì thay. Nào vào đây. Mình đã sẵn sàng để tiếp đón khách quý. Mấy khi dòng đến nhà tôm. Toàn dùng non rồi, dồi ôi, tôi phiêu quá cơ. Yêu các bạn quá cơ. Yêu quá cơ. Quá phê, 3 kill. Còn này nữa, lên đây em ơi, nhanh, combo. Combo, bật sự combo, đắng mề.
Ui giời. Ui giời ơi, lại 3 kill. Ôi, chết tôi rồi, đi chớp. Thôi thôi thôi. Ui giời, còn hết thời gian chứ. Ôi, xúc động quá. Ôi rối quá. Cái này phải đăng luôn status lên Face rồi. Xúc động quá. Ui giời, quay tay vào KC đúng là cái bao giờ tay mình nó so với chân thì người ta gọi là bàn chân là bàn tay. Còn bàn tay là bàn chân. Nào kiếm ngay chỗ nào đứng cho an toàn đã. Ui giời ơi, giật máy từ Minato luôn. Quá ghê. Nào chạy đâu, chạy đâu. Ui giời, thôi cơ, chạy đâu. Vâng, mình xin lỗi bạn Zouchi 2.0. Thằng kia nó dụ mình vào ăn bạn đấy. Có gì tối anh em đóng cửa báo nhau nhá. Mày lòi cái bông ra này con Lady. Lady Gaga. Thôi bạn ấy đừng chạy. Nói thật là đừng chạy, cố làm cái gì. Cuộc sống của chúng ta cũng chỉ một phát bắn thôi. Phát bắn của toàn từ Minato, cố làm gì. Nào, giờ đến lượt các bạn thủ trên đây. Nào, bắt đầu. Con nào muốn chết trước. Ui giời ơi, sao nó bắt được lượt đi của mình nhỉ. Ghê quá. Vâng, một cảnh tượng quá là hãi hùng khi ai anh hero đứng trên thủ. Cứ đợi đấy, mình ngồi xong máu là mình ra mình phay luôn từng con một. Vâng, ngày anh đang rất là hơi nhút nhát một chút. Vâng, có lẽ dù bài săn đón ngành quá nhiều. Mày lên đây, mày lên đây, mày. Ôi cái cầu thang này sao ảo thế, mày chết này. Bãi trưởng nó sơi mấy nghìn của mình. Ê, xuống đây anh ơi, em đang chờ các anh xuống đây này. Vâng, các anh vẫn rất là nhút nhát, mặc cho những lời mời chào của mình. Hãy chiếm lấy thân thể em đi, không thèm xuống. Thằng tham ăn này, một con nữa. Đâu rồi, mày chạy à? Này thì chạy quá ngon. Bye hello, tôi xin chào mọi người nha, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hi. Xin chào mọi người, cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip của mình. Khẩu KC này nói chung là nó quá là bá đạo đi. Các bạn nhìn thấy mình quay tay giờ tay nó to vãi trưởng à. Nhưng mà Zumbai nó vẫn không thắng được. Nếu các bạn thấy hay hãy ấn like và đăng ký kênh cho mình. Và các bạn đừng tiếc 1-2 giây để click vào quảng cáo ủng hộ mình nhá. Đó chính là những nguồn động lực lớn để mình làm được clip hay hơn. Cảm ơn mọi người, tạm biệt.